Lời nói đầu tiên, em Bích Phượng thay mặt câu lạc bộ cảm ơn anh chị đã nhiệt tình và cổ vũ cho chị ca sĩ buổi tối đêm nay. Và em chúc anh chị luôn vui vẻ mỗi ngày để thỏa mãn niềm đam mê ca hát, để quên đi những ngày làm việc mệt nhọc. Niềm chờ đợi là hạnh phúc, để chị ca sĩ có lòng tự tin và thỏa mãn cháy bỏng niềm đam mê ca hát buổi giao lưu cùng anh chị em. Em xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều và câu lạc bộ trên tình bạn ba luôn chào đón anh chị. Anh chị muốn vào câu lạc bộ giao lưu ca hát cứ tự nhiên vào câu lạc bộ luôn, giang tay chào đón anh chị.